tí đùng phát mất mẹ nó 2 triệu mất 5 phút đó, tay cố quá lạp thêm 2 mở vào, cứ dần dần 2 mở 2 mở 2 mở 1 đó, xong quay đi quản lại tầm nửa tiếng 1 tiếng sau quay đi quản lại mất 40 triệu. Ôi ôi, lúc đấy cảm giác tôi nói thật với anh em tụt huyết áp luôn anh em ạ, tụt huyết áp luôn anh em ơi. Xong bắt đầu là cố gắng dậy là nhắn tin bạn bè đêm hôm xem có thằng nào online không, alo mày à, cho tao mượn đôi 300 hoặc 1 triệu 2 triệu ăn gì mày, bảo tôi cần thằng có việc, việc gì nói thẳng ra thì những anh em nào hiểu cũng biết là ừ thì là vào game bài đúng không anh em. Lúc ấy cảm giác nó, cảm xúc nó cay lắm anh em ạ, chỉ muốn gỡ thôi. Nhưng mà mình suy cho cùng ấy, nếu anh em nào mà bỏ được thì mình khuyên là anh em nên bỏ game bài anh em nhé. Mình nói thật với anh em như thế vì nó mất quá nhiều, anh em tiêu hết có bao nhiêu lạc vào hết, rồi có bao nhiêu là bỏ hết vào trong game, rồi mượn bạn bè, rồi vay cả app, xong bắt đầu là sống trốn chui trốn nổi nó cực kỳ. Mình đã từng cảnh như thế, mình biết. Thế nên là anh em nào bỏ được game bài thì càng tốt nhé. Còn nếu mà trường hợp mà anh em đã ngấm vào máu nó không thể nào bỏ được rồi ấy, thì mình nói thật là trong cái clip này thì mình có đôi chút về cách chơi của con game bài đổi thưởng. Tỷ lệ nó khoảng tầm là 80-90% tỷ lệ anh em chiến thắng. Nhưng mà anh em áp dụng cái công thức này của mình thì anh em là phải tuân thủ nghiêm ngặt. Và khi là mình đủ target, đủ số tiền mình kiếm thì mình dừng lại thôi. Ví dụ như mình đang có khoảng tầm là 2 triệu đây, mình muốn kiếm khoảng tầm là 3 triệu, ok chấp nhận được. Ca này mình nghĩ là số đông sẽ làm được. Và đơn giản thôi, số vốn của mình là 2 triệu thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi poker lật bài, làm sao cho anh em hiểu. Thì đơn giản thì mình cũng chỉ chọn là bên đỏ với cả bên đen. Còn sẽ có nhiều clip mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà chơi được những cái mà cơ rô big test anh em nhá. Chơi này phải cơ rô big test là phải có trí nhớ siêu siêu một tí anh em ạ. Đó, thì đầu tiên với poker của con game Kawin này thì anh em phải hiểu được vấn đề là như thế nào. Không phải là cầu vào đúng phát anh em cứ vào tăng tiền là anh em chơi được đâu. Không, tất nhiên phải test tiền đã, test tiền xem là nó hướng về cầu nào anh em ạ. Đó, hiện tại bây giờ nó gì này, đầu tiên thì anh em phải nhớ cho mình con gì này. Đấy, nếu mà nó ra bên đen anh em đảo ngược sang bên đỏ đầu tiên phát đã, nó không được đúng không, nó về khoảng tầm 3 lần đen thì anh em bắt đầu là tăng tiền anh em ạ. Đó, 2 lần rồi kệ nó, 2 lần thì cứ kệ nó thôi. Khi nào 3 lần anh em bắt đầu là mình vô. Còn khi mà trường hợp mà nó ra bên đỏ 3 lần thì anh em cũng phải là đổi ngược sang bên đen luôn. Đó rồi, 3 lần đúng không anh em, xong rồi anh em ạ. Đây, nó về 3 lần đỏ xong rồi thì bắt đầu lúc đấy mình bỏ cái chơi vốn nhỏ đi và mình tăng lên cái vốn cao, ví dụ là 300k này, xong bắt đầu là 500k này. Đó, thì lúc đó thì tỷ lệ chiến thắng của anh em nó phải rơi tầm 80% thôi. Anh em cứ thử nghĩ đơn giản cho mình nhá. Bây giờ anh em vào một phát anh em chưa biết cầu nào cả, nhưng mà bây giờ nó có kết quả 3 lần về một phía rồi thì lần sau mình có thể là chọn thêm ở bên đen. Đấy, một lần không được thì chắc chắn lần sẽ ai sẽ phải được. Đó, anh em cứ áp dụng đúng cái công thức này thì anh em sẽ có chiến thắng. Đó, và khi mà anh em ở đây, khi mà nó lật ra thắng như thế này rồi, ví dụ 300k lật lên khoảng tầm 600k, đấy gần như x2 đấy, nó lợi hơn ở bên chọn bên dưới này hoặc bên trên này. Và khi mà anh em đã chiến chọn như thế này, nó thắng rồi, đó, thì bước tiếp theo thì mình phải làm thế nào. Bây giờ có 2 ngã rẽ cho anh em. Một ngã rẽ là anh em chơi chắc cú, nhận cho mình luôn anh em ạ. Đó, nhận luôn cho mình 597k này. Còn phương án 2 là anh em chơi gấp thép lên. 1, 2, lên chọn cái gì, lên chọn cái gì anh em ạ. Đó, theo như mình thì nếu mà anh em nào mà chưa hiểu biết sâu về con game poker này, mình thì vẫn khuyên là anh em nhận cái này đi. Đấy, còn nếu mà anh em nào cảm thấy mà mình đủ độ gan rồi và mình chơi khoảng tầm là thời gian ít, mình chơi khoảng tầm 4-5 lần được như này là mình dừng luôn, thì anh em có thể gấp thép trên khoảng tầm 2-3 lần nữa anh em ạ. Thì bây giờ để mà nói gấp thép nó sẽ hiệu quả như nào nhé anh em nhé. Hiệu quả thì bây giờ anh em tưởng tượng là nếu mà mình thua thì mình mất khoảng tầm là 300k. Đó, 300k đúng không? Còn nếu mà mình thắng thì sao? 597k thì nó rơi khoảng tầm gần 1 mở. Gần 1 mở. Đấy, anh em có xem có đánh đổi không? Bây giờ được thì là được 597k, 600k. Còn nếu mà được thì khoảng tầm là được khoảng tầm là 1m, gần 1m2 anh em ạ. Sorry anh em nhé, gần 1m2 thì tỷ lệ là gần như gấp x2 mà. Đó, anh em xem là 1 là mình nhận 600k, 2 là mình nhận 1m2. Đó, và mình chơi thì mình phải xác định là chơi bao nhiêu cầu. Đấy, chơi khoảng tầm là lên
đạt chỉ tiêu nhanh chứ, đúng không? Bây giờ mình chơi càng lâu không có lợi gì cả, không nên chơi, anh em hãy nhớ là không nên chơi lâu. Đó, ví dụ mình bây giờ mình đặt chỉ tiêu bây giờ 4 mình là 2M, mình muốn kéo lên 3M, ok, càng nhanh càng tốt. À, chẳng ai muốn chơi lòng va lòng vòng, chơi 50 lần hay 100 lần gì cả, chơi vậy nó dở. Thế nên là trường hợp này tiếp tục là anh em phải suy nghĩ xem là nên chọn cầu gì. Theo mình nhá, cầu đầu tiên thì nó về hai bên đen rồi, anh em bệt đảo ngược sang. Đó, lần thứ hai thì anh em hãy bệt sang một lần nữa bên đen để cho ra ba lá đen. Đó, tất cả đều ra nước này đều là nó thẳng ra, đều là con trà giấy trắng hết cả, kể cả như mình ấy thôi. Trừ khi trường hợp là mình chơi khoảng tầm là 5-6 lần lật lên ba lá thì mình mới chọn biết được cái cầu được. Đấy, thế nên là xác định rõ ràng thì mình giảm chơi. Thì bây giờ mình chấp nhận là mình sẽ chơi thêm 1-2 lần nữa lật được mình dừng. Đó, ok, lần này nó ra bên đen, chấp nhận mất. Vì mình dám chơi, mình dám chịu mà, không thể tha ra được. Lần trước về bên đen rồi, lần này đảo ngược sang bên đỏ, không được à, thì chắc chắn là nó đang bệt cầu bên đen, không né được đi đâu mãi được dạy cầu mà. Lần trước là ba bên đen đúng không, thì lần này mình lại làm ngược lại ba bên đỏ. Đấy, nói chung này anh em sẽ phải hiểu ấy. Gãy bất cứ lúc nào ta chấp nhận chơi, ta phải chấp nhận chịu, đúng không? Còn nếu các bạn nào mà muốn chơi nó ổn thì ok, chơi lật lên một lá anh em nhận thôi, cảm thấy cái cách kia nó quá là mạo hiểm thì mình chơi kiểu đó thôi, chứ không lên chơi vội vàng làm gì. Rồi ok, cầu vừa nãy là nó về tầm là ba lần bên đen, xong bắt đầu là hai lần bên kia, thì lần này mình sẽ biệt tiếp một lần này nữa xem nó có về ba lần bên đỏ anh em nhé, hay là nó lại đảo ngược tiếp anh em ạ. Là phát nữa đi, rồi vẫn là như thế anh em ạ, vẫn là như thế, không né được đâu này, bẻ 1-1 nữa không, ui giời ơi, đó, căng thật đấy, 1 triệu anh em ạ, 1.120.000 rồi, làm phát nữa thì vẫn đỏ đi, rồi ok, thấy không anh em? Thì khi mà chơi này nói thẳng ra anh em, cảm xúc nó thăng hoa lắm anh em ạ, tôi phải công nhận, anh em có thể thấy là 42M của tôi, tôi dậy gần như là từ đầu đến giờ là tôi dậy toàn tập, đấy đến phút này này, là mình lên khoảng tầm là 2.154.000. Đó, thì bây giờ lại không lẽ lại nhận 2.154.000 chơi lại phát nữa. Thì công nhận là tôi biết là nhiều anh em sẽ đến cái trường hợp như thế này, là anh em sẽ nhận của số tiền cũng to, và bây giờ nếu mà lật ra phát nữa thì bị gãy đúng không? Thì bây giờ chẳng lẽ em bây giờ nhất nói với anh em nhận khoảng tầm là từng ngày tiền đúng không? Về khoảng tầm là 354.000 đúng không? Thì chẳng lẽ anh em lại nhận xong là anh em dừng luôn không? Mình tin chắc là anh em sẽ không như thế. Thì thay vì như thế, anh em có thể là mình khuyên anh em nhé, nếu anh em là chưa hiểu biết thì cứ lên nhận nhé, còn nếu mà anh em chưa hiểu biết rồi thì anh em hãy lên gấp thêm cho mình một lần nữa. Tại sao mình giải thích cho anh em? Vì bây giờ nhá, trường hợp như này, anh em không muốn lâu la trong game bài đúng không, mình đủ KPI khoảng tầm 3M thì mình dừng, thế thôi, chứ không bao giờ anh em nghĩ bao giờ ôi bây giờ lại lật thêm 400-300k, bây giờ mình làm thêm vài tay nữa ngỡ đầu đỏ thì sao, đừng có ngỡ đầu làm gì cả. Nếu anh em đã xác định chơi ngỡ đâu thì anh em cứ việc chơi theo kiểu ngỡ đâu. Đó, còn trường hợp gãy hay không thì mình không cần biết, nhưng mà theo mình thì mình vẫn khuyên anh em là lên làm một lần nữa. Đó, được thì làm được nhiều luôn, còn không thì thôi chấp nhận, không ai ta mất ở dừng lại ở đây, thế thôi, chứ không phải vội vàng làm gì. Và tại này thì anh em cùng xem với mình phân tích nhá, mình sẽ phân tích này, đầu tiên là ra bích này, đó, xong lại ra tép này, đấy, xong bắt đầu là ra cơ này, đây ra cơ này, ra cơ này, xong bắt đầu lại ra cơ tiếp này, thì chắc chắn thì mình chắc chắn là tầm 80% tay này có con rô. Rô thì mình không chắc chắn là về con rô đâu 100%, nhưng mà mình nghĩ là còn bên đỏ nữa. Đó, anh em cứ tưởng tượng nhá, bích nó ra rồi này, tép nó ra rồi này, đúng không, cơ nó ra, xong lại ra thêm một con cơ nữa, rô chưa thấy đâu cả. Đó, con rô chưa thấy đâu anh em nhé. Đó, thế nên là tay này thì mình sẽ vào ở bên đỏ. Đó, bên đỏ chấp nhận. Đó, mỗi khi mỗi lần quyết định mà kéo căng thì anh em phải tính toán cho kỹ anh em ạ. Mình có thời gian, thế nên tay này mình sẽ vào bên đỏ, chấp nhận, được thì là mình ăn, không được thì mình mất. Nào, lên. Ôi giời, quá là nhọn luôn anh em ạ. Chấp nhận anh em ạ. Nó được thì nó được luôn khoảng tầm là 4 triệu mấy. Đó, thế nên là mình nói với anh em là khi mà chơi con game bài này mất quá nhiều. Đó, còn nếu mà anh em nào mà chấp nhận được thì có thể là áp dụng cách chơi của mình. Còn không thì bạn có thể là chơi cái cách mà tầm là lật lên 2 lá là anh em nghỉ, lật lên 2 lá là anh em nghỉ thôi. Đó,
đủ target là anh em dừng thôi. Còn nếu mà anh em chơi được như mình thì chấp nhận cảm xúc để anh em chơi chỗ đấy. Ok, và video đến đây còn là kết thúc, mà mình chính thức bị gãy anh em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Bye bye anh em.